để uống rượu và cái chất say. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Kamesu micchacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư tà dâm. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư nói dối. Suramerayamachapamatthanaveramani sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bành cha si kha ba đa ni sa thuốc ăn cát hoa áp mà ni cha ta băng ma phan tê dạ xin vâng. Sīlena sukha tanyanti, sīlena phokha sāmbadā, sīlena nipo tanyanti, tasmā sīlam Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì, giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh Đức Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt cho đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị ơn thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây ấy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, dạ đã đến giờ chúng ta kể bài kinh hôm nay, sẽ kể lại bài kinh pháp cú số 239. Dạ để thay mặt đại chúng trong rung, con xin được trung thỉnh đại đức tuệ nhân dạ từ bi hoan hỷ xung phong đại bài kinh pháp cú số 239. Dạ Nam mô Phật Thà Giá. Dạ con kính cung thỉnh lại Đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con xin được phép ngâm câu kệ số 239 ạ. Anupupe name tho kang khane khane kammaraja kammarora cha ta sewa nithame nithame na namatano Anupupe name thavi thoka thokang khane khane kammarora jata sewa nithame ma namatano Anupupe name thavi thoka thokang khane khane
kamarora jatasewa nitthamen manamattano. Bậc trí theo tuần tự từng sát la trừ dần, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu quế nơi mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic cho Rum ạ. Dạ, sa thú lần hai, con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tọ Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhận cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong Rum. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 239. Anuputpena metavi thô cá thô căn khá nề kammaro ra chá tát xê quá nittha mê ma la mát ta nô Anuputpena metavi thô cá thô căn khá nề kammaro ra chá tát xê quá nittha mê ma la mát ta nô Anuputpena metavi thô cá thô căn khá nề kammaro ra chá tát xê quá nittha mê ma la mát ta nô Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu quế nơi mình. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm. Thợ vàng lọc bụi trong ngầm cũng dường thế ấy chắc dần quế nhơ. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm nhân đã ôn bài xong, muốn mời bạn trai của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, mời cô. Dạ, sa thú cảm ơn chị cảm nhân. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ Tuệ Duyên xin đọc kinh pháp cú số 239. Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á. Anuputpena metavi thô cá thô căn khá nề kammaro ra chá tát xê quá nittha mê ma la mát ta nô Anuputpena metavi thô cá thô căn khá nề kammaro ra chá tát xê quá nittha mê tham mê ma la mát ta nô Anuputpena metavi thô cá thô căn khá nề kammaro ra chá tát xê quá nittha mê ma la mát ta nô Bậc theo tuần tự từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm. Thợ vàng lọc bụi trong ngần, cũng dường thế ấy chắc dần
ế nhơ phổ thơ hòa thượng giới đức. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Lào Cai rồi, Lào Cai đọc xong rồi mời Nhung Phạm nhé. Dạ, bây giờ mời Lào Cai. Dạ, con kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài câu Pháp Cú 239. Cảm ơn chú Quát Thân Á cho bài. Anu bề na mê tha huy thô cát thô căng khá nê thầm ma rô ra cha tát sê qua nít tha mê ma la mát ta nô anúc búc bề na mê tha huy thô cát thô căng khá nê cầm ma rô ra cha tát sê qua nít thầm mê qua nít thầm mê ma la mát ta nô. Dạ, con xin đọc lại một lần nữa. Anu búc bê na mê tha huy thô cát thô căng khá nê cầm ma rô ra cha tát sê qua nít tha mê ma la ma ta nộ. Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy chất dần uế nhơ. Bản dịch của Hòa Thượng dưới đất. Con xin phép được kể ạ. Anupupe name tha huy tho ka tho kang kha ne kamaro ra cha tat se wa nitha me la ma la mat ta no anu pu pe na me tha vi tho ka tho kang kha ne kamaro ra cha tat se wa nitha me la ma la mat ta no anu pu pe na me tha vi tho ka tho kang kha ne kamaro ra cha tat se hoa nít tha mê ma la mắt ta nô. Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy chất dần ấy nhơ. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và kể xong. Con kính cảm ơn cô Như Pháp cho các thần á. Con xin phép được mời bạn Nhung Phạm ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức, quý cô tu nữ, cô Như Pháp, con kính cô Tuệ Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kệ 239 ạ. Á nú búc bê ná mê tha huy thô cá thô căng khá nê căng ma rô ra cha tá rá chá tá xê qua quá nít tham mê
Má lá mát, má lá mát ta nô. A nú búp bê ná, mê tha huy, thô cá thô căng, khá nê, camaro rá chá tá xê quá, nít tha mê, nít tha mê, má, má lá má tá nô. A nú búp bê ná, mê tha huy, thô cá thô căng, khá nê, camaro rá chá tá xê quá, nít tha mê, má lá mát ta nô. Bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Từ từ từng chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm, thợ vàng lọc bụi trong ngần, cúng dường thế ấy chắc dần uế nhơ. Của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin gửi lại mic ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Đức Tam Bảo. Dạ, con kính ảnh lễ ơn Đức Phật, con kính ảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính ảnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ, con kính ảnh lễ quý sư, con kính ảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 239. Anupukpi Namme Thavi Tho Ka Tho Kang Kha Ne Kha Ne Kamma Ro Ra Cha Tat Se Wa Ni Tha Ne Vanithame Madamatano Anupubbe Namme Thavi Tho Ka Tho Kang Kha Ne Kha Ne Kamma Ro Ra Cha Tat Se Vanithame Madamatano Madamatano. Anupubbe Namme Thavi Tho Ka Tho Kang Kha Ne Kha Ne Kamma Ro Ra Cha Tat Se Vanithame Madamatano. Bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm, thợ vàng lọc bụi trong ngần, cũng dường thế ấy chắc dần uế nhơ. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Là con xin kệ. Anupubbe Namme Thavi Tho Ka Tho Kang Kha Ne Kha Ne Kamma Ro Ra Cha Tat Se Wa Nithame Ma La Mat Ta No. Anupubbe Namme Thavi Kha Ne Thame Ma La Man Ta Nô. Dạ, con đọc bài xong rồi. Dạ, con xin giam mít ta cho đạo tràng. Dạ, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thần Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, con kính lễ quý bà quý nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân chư Quách Thà Ná và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 239. Con xin xin hỏi. Anupubbe Namme Thavi Tho Ka Tho Kang Kha Ne Kha Ne
Kamarurachakasi Kwanithame Madamattano Anupupe Nametha Vito Kato Kam Kane Kane Kamarurachakasi Kwanithame Madamattano. Bậc trí theo từng tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ khấu ế nơi mình của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anupupe nametha quy thoka thoka khane khane kamarora chatase qua nethame ma la matano. Từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm, thở vàng lọc bụi trong ngần, cũng dường như ấy chắc dần ủy nhau của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân đạo tràng, dạ con kính dân mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thu lần thầy. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sẵn Kha Dạ, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ đại đức Minh Thành, kính đại lễ đại đức Tệ Đức, kính chào của từ nữ Tuệ Duyên, của từ nữ Như Pháp cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 239. Cảm ơn quý đạo hữu cho biết nghe rõ. Anupupe nametha quy thoka thoka khane khane kammaro rajatase va Nithame malamattano anupupe namethavi thoka thokang khane khane kammaro rajatasewa nithame malamattano. Bậc trí theo tuần tự xa trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ câu ế nơi mình. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm, thở vàng lọc bụi trong ngần, cũng dường thế ấy chắc dần huế nhơ. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 239 dạ. Bây giờ con bàn tay khác nên là con xin được thay mặt đại chúng trong rum để cung thỉnh pháp sư. Trước khi thỉnh đại đức về nhấn thuyết giảng bài kinh pháp cú số 240 ngày hôm nay. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. พระมาจาโลกาธิปติสหัมปติกตัญญาริอันทิวารังอาญาจัตถาสันติธาสัตตปรยัคคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง ความเทียนวันนางำงุยขันขวานPhật nhâm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dây đời, nhắm vườn lọc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dư pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi,
chúng con ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thầy, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính cung thiền đại định nhẫn từ bi hoan hỷ lên thuyết giảng từng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 240. Nam Mô Phật Thầy, dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức tuệ nhẫn. Dạ giờ này là giờ lên nghe pháp bảo, chúng con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cùng với hội chúng đành lễ ân đức tam bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang avivadimi sakhato phagawata thammo thammang namassami subhatipanno phagawato savakasangho sanghang namassami. Con nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đành lễ tán dương ân đức Phật bảo Đức Thế Tôn đứng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cho chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đành lễ ân đức pháp bảo. Chánh pháp, pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và hành theo lời dạy của Ngài, người ấy sẽ chấm dứt được luân hồi sanh tử khổ đau. Con xin nhân tình thân cầu ý cung kính đành lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các Ngài đã thành tựu mọi phạm hạnh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành nơi dòng nghiệp lực của mình, và nhất là thành tựu được chánh kiến, thành tựu được chánh trí, thành tựu được bát chánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi trong kiếp này và trong kiếp tương lai. Phước báo phát sanh nên chúng con kính dâng đến chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula và chúng sanh ở khắp mọi nơi, và nhất là quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, mong cho tất cả quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để tiến tu trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, ai ai cũng hiểu ngộ được lý tứ thánh đế và xứng đáng là con của ngài trong diệu pháp này. Nam mô Bụt Thầy. Vô minh chúng đã ăn hết con mắt của chúng ta tới tối, và đó chính là dĩ xét từ sắc sanh. Vô minh chúng ăn hết tai của chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho đến khi đi ngủ. Vô minh và lậu hoặc chúng đã ăn hết cái mũi của chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho đến khi đi ngủ, hết kiếp này cho đến kiếp khác. Vô minh và lậu hoặc chúng đã ăn hết lưỡi, hết thân, hết những tâm ý của chúng ta từ lúc thức cho đến khi lúc ngủ. Chúng ăn hết đời này cho đến đời khác nữa. Đó chính là bài học của ngày hôm nay. Và chúng ta đã quên mất diệu pháp. Hàng ngày chúng ta chẳng quên cái gì cả, chúng ta chỉ quên mỗi pháp như chúng đang là thôi. Mặc dầu chúng ta đang sống pháp, nhưng mà chúng ta quên về chúng. Chúng ta chỉ nhớ những bóng ảnh, nhớ những hình bóng, nhớ những câu chuyện dở dang, nhớ những câu chuyện đời, đàn bà, đàn ông, nhà cửa, chiến trường, chiến tranh, đói khát, loạn lạc. Và chúng ta hoàn toàn quên mất cái thấy, nghe, ngửi, đếm, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng, cảm thọ, suy nghĩ, tưởng, hành, thức. Chính vì chúng ta quên pháp nên là tâm của chúng ta đã bị xét
nó ăn mòn. Vậy thì bây giờ làm sao? À, thật là khó phải không? À. Và vô minh thì nó đã có thức ăn từ muôn thuở này, nó lớn. Và trí tuệ thì nó vô cùng, nó nhoi và nó chậm chạp. Dầu chúng ta có nghe diệu pháp đúng chăng nữa, thì cũng một sát la trí tuệ sanh khởi trong một ngày, trong một tháng. Thậm chí không có một sát la trí tuệ của danh và sắc thật sự sanh khởi. Cùng nắm thì chúng ta chỉ nhớ được cái pháp học, nói chi đến nó tiệm cận vào trong diệu pháp ngay trong đời sống này. Và chúng ta luôn luôn ảo tưởng sức mạnh. Chúng ta học một chút rồi chúng ta thiền một chút và chúng ta mở những cái trường thiền, chúng ta đem ra dạy mọi người hành theo tôi như thế này sẽ được niết bàn, như thế này, như thế kia. Nhưng mà họ không biết được rằng là duyên sanh của các pháp, họ không biết thực sự trí tuệ sanh từ đâu. Liệu nó có sanh ra từ cái sự mà đặc để hay không? Hay là trí tuệ nó vận hành theo nhân duyên của chúng? Liệu có ai tạo ra trí tuệ? Liệu có ai tạo ra vô minh? Liệu có ai tạo ra các pháp được không? Và hầu như ai nói ra chúng ta cũng cảm tưởng người này rất là trí tuệ, kia rất là trí tuệ. Nhưng mà chúng ta có thực sự kiểm tra được nơi sáu căn của mình không? Nếu như trí tuệ mà nó không phát triển từ nơi bạn, thì liệu bạn có diệt trừ được vô minh từ nơi mình không? Như vậy thì ai ai cũng phải là cái hòn đảo của chính mình. Chứng được giáo pháp lời dạy của Đức Phật từ nơi thân chứng chúng ta trong đời sống hàng ngày thì không có cách nào thanh tịnh được. Và cuộc sống này rất là lạ kỳ. Chúng ta đi ở dưới đất nhưng mà lại muốn bay lên trên trời, nhưng mà tay của chúng ta thì lại không có cánh. Và chúng ta học diệu pháp của Đức Phật hầu như cũng là như vậy. Sự thật thì rất là hiển nhiên trong đời sống này. Nó rất hiện thực. Quanh quẩn đời sống nào cũng chỉ là cái cứng, cái mềm, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái suy nghĩ. Và thế giới chỉ có năm uẩn, sanh khởi vô cùng ngắn ngủi và hoại diệt. Năm uẩn ở nơi mắt là khác năm uẩn ở nơi tai là khác, năm uẩn ở nơi mũi là khác, năm uẩn ở nơi lưỡi là khác, năm uẩn ở nơi thân là khác, và ý thì tập hợp. Như vậy thì chúng ta được rằng là giáo pháp thì không có ở đâu xa cả. Chân lý nó ở ngay đây. Nhưng mà vô minh nó che mờ đi. Không cho chúng ta thấy được sự thật. Nó chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, lâu lâu nó lóe lên một chút. Và mà nó có lóe lên được cái chăng nữa thì nó phải có cái con đường mà Đức Phật dạy rất là trơn trắng thì chúng ta mới nếm được cái hương vị đó. Như vậy thì cái sự chân thật là vô cùng lớn lao nơi tự thân của chúng ta. Từng chút một, trí tuệ nó không thể nào, không có thể ai dạy cho nó, bắt nó sanh như vậy được. Trí tuệ nó chỉ khi nào được nghe đúng, hiểu đúng về các pháp trong đời sống hàng ngày thì trí tuệ tứ niệm nó mới sanh khởi.
Và kể cả nghe đúng rồi, nó cũng không phải tự nhiên mà nó sanh khởi liên tục được. Nó cũng phải được vun bồi do cái duyên của nó, hết ngày này qua người khác, hết kiếp này qua kiếp khác. Và nó chỉ được vận hành như vậy thôi. Nó phải có đầy đủ các cái tính chất yếu tố ba la mật, rồi những cái nhân duyên mà bốn cái nhân duyên mà đắc quả tu đầu quận, thì chúng ta phải thân cận các bậc hiền trí, nghe chánh pháp, nghe lý tác ý và tùy thuận pháp hành nữa. Như vậy ta thấy được rằng là muốn diệt trừ được các cái loại lậu hoặc này thì chúng ta phải hết sức là kham nhẫn nghe diệu pháp và khéo như lý tác ý. Không có một con đường nào khác, thưa quý vị. Không có một con đường nào, không có một con đường đặt để một cái trường phái nào đó mà có thể làm cho trí tuệ nó sanh khởi được. Và chỉ có nghe diệu pháp với cái sự như lý tác ý với chánh chi kiến này thôi. Và khi nào nghe cho nó thấm nhuần thì bản chất pháp nó đã hiện khởi theo nhân duyên ở đó rồi. Và khi đủ duyên thì nó sẽ giác ngộ. Và chân lý thì luôn luôn nó có mặt ở đây, chứ nó không bao giờ xa rời cái cuộc sống của các bạn được. Nên là Đức Phật, để có những người đang nấu cơm, thấy cái bụi vào trong nồi cơm cũng đắc đạo quá. Có người thì thấy những cái giọt nước đang lăn trên cái dòng sông và nó nổi lên những cái bọt nước và nó tan biến, vì đó cũng chứng được thánh quả. Có người đang thấy lửa cháy, đang thấy cái giàn hỏa thiêu, cũng chứng đắc đạo quả. Như vậy thì trí tuệ nó sanh khởi rất là tự nhiên và rất là tình cờ, rất là chợt đến và cũng chợt đi. Nhưng mà nó lại được một cái thời gian vun bồi trong cái sự thầm lặng. Như vậy trí tuệ nó cũng được giấu kín, nó cũng âm thầm ở trong nơi kín đáo của nó. Và vô minh cũng vậy, nó cũng tích lũy trong chỗ rất là kín đáo. Nhưng mà nó cũng không có ngoài sáu căn này bị ô nhiễm, và sáu căn này được thanh tịnh. Do vậy là chúng ta cần phải biết sắc là cái gì và xét là cái gì. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh số 240. Chúng con xin đọc cái câu kệ một lần. Ayasa Vamahan Sabuthitam Tatuthaya Tamewa Khadari Ewang Arito Nacha Ripam Rinam Sakap Kamma Ni Nayanti Dukkatin. Tợ như chất sắc dĩ xét đã được sanh lên từ mảnh sắc. Sau khi sanh lên từ mảnh sắc, nó ăn mòn chính mảnh sắc ấy. Tương tự như thế, các việc làm của bản thân đưa người có sự thọ dục quá mức, kẻ lợi dưỡng đến khổ cảnh. Vậy chúng ta biết là sắc thì cái người kỹ đó, khi người ta mua sắc về thì người ta hay để lên cái chân không, người ta đắp những cái gì đó để cho sắc nó không có tiếp chạm với đất, với xương, gió, ngoài trời. Vì khi mà mua sắt về mà để dưới đất, để ngoài trời, thì nước mưa axit với này những cái hơi đất vào thì cái sét nó từ sắt này nó dỉ ra những cái mạc đó. Và cái mạc đó thì nó lại bám ngay vào những cái kẽ, những cái thành của sắt hay những cái mảng của sắt. Và sắc thì nó có cái tính chất
axit mới này cái tính chất phân hủy của nó nữa, thì nó lại ăn chính cái sắt đó và nó ăn mòn cái thanh sắt đó. Và chúng ta biết là những cái mái tôn mái viết này kia, khi mà người ta mái nhà người ta không có quét mà rác rưởi mà nó vào đó, nước nó đậm lại đó, thì bắt đầu dần dần cái tôn nó ăn dần và nó mục nát. Hoặc là những cái người mà người ta đổ cái tấm bê tông ẩu tả mà người ta đưa sắt nó nồi ra ngoài á, tại sao mà sắt người ta phải đổ bê tông cho nó kín dày để nó bảo vệ cái sắt này không có bị sét nó ăn, thì cái nhà nó mới cứng, nó mới vững bền được. Thì tâm cũng vậy, tâm này thì nếu mà nó không được bảo vệ, nó chạy theo các cái dục lạc ngũ trần, nó tham đắm và nó càng được bao nhiêu các dục lạc ngũ trần thì nó ăn rồi thì sau đó nó không có nữa, thì chính cái sự thèm khát, cái sự ước mơ, cái sự khát khao, cái dục vọng, cái vô minh vô trí, nó muốn đạt được cái điều này điều kia mà nó không còn khả năng nữa, thì những cái ác pháp này nó ăn mòn mỏi, nó làm cho tâm này nó bị các cái lậu vặt này các cái ác pháp này nó hủy hoại cái nội tâm này, nó hủy hoại cái nội tâm. Như vậy thì cũng là cái cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp đó, cũng sáu căn đó, thì người trí chỉ khác với người ngu thôi, nó chỉ có mỗi một sắc la thôi, là người trí biết nó là cái gì, tỉnh thức đó. Còn là người ngu thì không biết nó, người ngu tưởng đây là người đẹp của tôi, đây là cái người này tôi thích, cái người này thương tôi, nhưng mà người trí chỉ thấy đây là những bóng ảnh, đây là những bóng ma của tử thần, đây là những cái xác chết, đây là những cái đồ bất tịnh được che đậy lại, và một cái bóng ảnh dụ dỗ do chúng sanh vô minh vô trí, không biết không thấy, chúng chỉ là các cái sắc vô tri nương tựa vào những cái tâm, những cái quẩn, và nó động đậy, và chúng ta cho đây là một giai nhân hay là đây là một đấng quân vương quân tử, nhưng mà thực tế nó chỉ là các cái sắc quẩn chứ nó không là gì cả. Thực tế nó không là gì cả, nó không phải là ai cả, nó không phải là một con người nào cả, và nó chỉ được bơm vào những ngày tháng bởi những cái nhồi nhét vào ngày tháng trong những cái tử thi, những cái đồ tịnh, những cái nước uống, những cái vật thực nó được vào, được tuồn vào, và cái sắc nó ẩn lên một chút xíu trong một thời gian dài hay một thời gian ngắn, rồi nó cũng đổ vỡ ra mà thôi. Vậy nó không phải là một con người, nó không có một cái gì ở trong những cái sắc này cả, nhưng mà người ngu thì thấy đây là con tôi, vợ tôi, và đây là tôi, nên khi thấy như vậy thì họ đắm nhiễm, họ muốn bảo vệ, họ muốn làm cái gì đó để cho người đó thích mình, thương mình, quyến luyến với mình, thì mình cũng quyến luyến với họ. Nhưng mà bắt đầu lúc đó ma vương dụ dỗ, và đến khi tử thần tới, cái vô thường tới, thì họ không có kịp nhận ra đây là những thứ giả, đây là những cái thứ đồ chơi của ma, mà đã làm cho lớp lớp những cái bộ xương ở trên đời này, hết cái thế hệ này đến thế hệ khác, hết cái chủng loài này đến chủng loài khác đều tan hoại, tan biến. Thì một cái con mắt như vậy thì xét nó không có ăn được cái con mắt của mình. Nếu mà cái trí tuệ nó sanh ra thì nó làm cho cái tâm này sáng bóng trở lên, nên là nó được bảo vệ, nên là nó không bị xét ăn được. Còn chúng sanh không nghe diệu pháp của Đức Phật, chấp cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi,
thì chính những cái chấp thủ đó nó sẽ ăn mòn mỏi các cái căn của mình, và nó ăn thấu vào tim gan, nó ăn thấu vào nghiệp quả, và nó ăn thấu thẳm vào những cái cảnh giới luân hồi đau khổ. Đó là cái sự tai họa mà chúng ta phải biết. Cái từ Ajasa đó thì chúng ta biết đó là một cái từ gọi là Ayo, là một cái danh từ trung tánh. Ở câu kệ này chia theo xuất xứ cắt là từ tâm của mình nhiễm, không có thấu hiểu được các pháp nên chấp thủ chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và cái từ má năng là má ná, là một cái danh từ trung tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là cấu quế, vết nhơ, dĩ xích. Thì là vết nhơ về vô minh, về cái thấy, về cái nghe, về đối tượng thị giác, về những cái âm thanh, về những cái cảm thọ, tưởng, hành thức này, vô minh về năm uẩn này, cho rằng năm uẩn này là tôi, là tự ngã của tôi, mà không biết được năm uẩn này là duyên sanh, là vô thường, là biến hoại. Không biết được sắc này là kẻ giết người, sắc này chính là uẩn, ngũ uẩn ma, thọ này chính là nơi chứa ngũ uẩn ma, tưởng này, hành này, thức này. Phải không? Nếu mà không có thân ngũ uẩn này, chúng ta có tham dục không? Chúng ta có ái luyến không? Vậy chúng ta thấy rất khó để mà người ta có thể rời non nứt bể. Nhưng mà không có cái khó nào có thể rời được ý niệm về ngã. Những ai mà không có nghe diệu pháp của Đức Phật, không có phát triển được con đường tứ niệm xứ, mà kể cả có phát triển được tứ niệm xứ rồi cũng phải đầy đủ ba la mật và trải dài theo nhiều kiếp sống, có đầy đủ nhân duyên để được gặp chánh pháp nữa, mới tận diệt được ý niệm về ngã. Chúng ta biết nè, không có cái khó khăn nào, không có cái lòng kham nhẫn và sự chân thật nào mà nó lại lớn lao cùng tận như vậy mới diệt được ý niệm về ngã. Mặc dầu đời sống ngày nào chúng ta cũng biết thế, nó thấy khổ đó, sáng ra chỉ có thấy được nghe ngửi nếm đụng, chỉ có xúc miệng đánh răng, người này ăn tuồn vào, người này thải ra những cái chất ô uế bẩn thỉu như vậy. Nhưng mà rồi tối đến thì ái dục thương con cái, rồi ái dục giữa vợ chồng nam và nữ, chiều tối bắt đầu họ lại đánh son đánh phấn, chạy chuốc, họ đi tìm những cái tình nhân này kia. Chúng ta thấy được rằng là đó là gì, đó là dĩ xét đó. Cuộc sống rất là hiện thực, mặc dầu chúng ta nói là chán, chúng ta thấy là khổ, nhưng mà không dễ gì để mà chúng ta thoát được cái ông chủ của mình, chính là tham ái. Tham ái là một cấu quế. Chúng ta nói pháp hay như vậy đó, nhưng mà sao vậy? Nó chẳng si nhê gì, không có dục dịch gì với cái ái này hết á. Nói thiệt với quý vị, bởi vì bất cứ khi nào cái tuệ ở trong tâm của chúng ta nó chưa sanh, nó chưa sanh, thì cái pháp học đó, nó mới chỉ là một cái nền tảng rất là nhỏ nhoi thôi. Nó không có đủ một cái gì để mà chúng ta khẳng định được. Vì chúng ta thấy cả một cái quá trình vô cùng dài để tẩy trừ được các cái lậu hoặc này. Về cái từ má má ở đây chỉ cho cái sự cấu quế. Cấu quế vô minh là cấu quế, tham ái là cấu quế, sân hận, si mê, tà kiến, ganh tị, tật đố, sang tham, bọn sẻn. Mà chúng ta có thích cái cấu quế này không? Chúng ta rất là thích cấu quế. Chúng ta vô cùng thích cấu quế, phải không?
Nó rất là dễ thôi. Một cái người đẹp đi qua mà con mắt của chúng ta không nhìn trước thì nó cũng nhìn sau. Vậy chúng ta thấy cái nháy mắt của chúng ta là đã có tham rồi, ông chủ đã có mặt rồi đó rồi. Một cái giơ tay thôi là cũng giơ tay trong vô minh nữa. Thì chúng ta thấy cũng có mặt từ sáng tới chiều khắp mọi nơi, chứ không phải vô minh nó ở đâu đó đâu. Vô minh trong đời này, vô minh với cái thấy, cái được, cái nghe, cái được nghe, không có vô minh. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Samudhitang. Cái căn của nó là căn tha, tiếp đầu ngữ của nó là sang. Nó ở đây nó là Samudhitati, nhưng mà nó chia theo quá khứ phân từ. Thuộc về trung tánh, đúng cách là đã được sanh tử, đã được sanh tử. Tiếp đầu ngữ sang là cứng, hoàn toàn. Tiếp đầu từ tha, đứng. Căn tha tức là đứng. Như vậy, Tatuttaya, tiếp theo là cái từ Tatuttara, đổ gồm có hai từ hợp lại. Đó là cái từ Uttaya và cái từ Tas. Ở đây đó là cái động từ bất biến khi đã sanh từ nó. Khi đã sanh từ nó. Như vậy tâm này cấu quế nó sẽ, nếu mà không có tỉnh giác chánh niệm thì nó sẽ lương vào. Nó lương vào thọ tưởng hành thức này. Các cái hình ảnh nó đi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi. Mặc dầu nó chỉ thoáng qua rồi nó biến mất, nhưng mà cái tưởng của chúng ta nó ghi nhận lại. Và từ đó cái xúc nó sanh thọ. Thọ thì nó duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết sầu bị khổ. Và xin có đọc cái câu mà gọi là của Thầy Thích Thông Nạc mà họ nói ở trên Facebook về cái cô đó, cô phản bác cái lý duyên khởi, là cô nói rằng là cái hữu thì nó có trước cái thủ. Tức là họ nói rằng là bây giờ có nhà có cửa người ta mới chấp thủ. Quý vị thấy, và cái người ngu thì người ta nghe như vậy, người ta ơi ô vậy là đúng là trí tuệ rồi. Nhưng mà cái người trí người ta nói kẻ này không có biết cái gì về lời của các bậc thánh hết. Cái hiện hữu này đâu có nói đến cái hữu đó. Cái hữu ở đây chính là nghiệp hữu, chính là hoạt động của tâm, những cái suy nghĩ về hành nghiệp ở trong đó. Mà họ nghĩ rằng có cái này thì mới chấp thủ. Thì các bậc thánh, đức Phật, cái nhà cửa, ruộng vườn, vui cung vàng điện ngọc, cái ngài có chấp thủ đâu. Bởi vậy nên là chúng ta nghe diệu pháp đó, chúng ta hãy phải nghe cho thật kỹ. Và Tam Tạng Kinh Điển, xin thưa với quý vị là tất cả những lời nói đó đều của các bậc giác ngộ, đức Phật và con của ngài. Cho nên chúng ta phải suy xét cho thật kỹ. Họ nghĩ rằng là có cái này chấp thủ, như vậy các bậc thánh cũng thấy cái này nó hiện hữu, ngài có chấp thủ đâu. Như vậy họ không biết được. Tiếp theo nữa là cái từ sanh là cùng hoàn toàn, út là trên, tha là đứng hạ. Còn cái từ Tarutthaya là một cái động từ bất biến, là khi đã sanh từ nó. Khi đã sanh từ nó, như vậy là cấu uế nó từ cái nơi tâm này, từ cái lậu bạc này nó sanh lên. Và nó ra rồi từ các căn này đó tiếp với các cảnh trần, thì nó lại đứng vào, và cứ thế thì nó xuất ra rồi nó lại thu vào. Lậu hoặc tức là những cái hình ảnh này nó được tuồn vào. Và tham tưởng này, sân tưởng, si tưởng này nó tiếp tục nó hoạt động và nó lại tuồn ra. Như vậy thì cứ như vậy
nó ở ngay trên căn bản trong cái sự sống của trong đời sống hàng ngày thôi. Đạo Phật nếu mà chúng ta khéo để ý thì rất dễ biết. Và chúng từ những cái biết đó dần dần chúng ta sẽ biết được cái vi tế của nó. Như vậy thì pháp nó không có ở trong kinh điển, cái thực pháp nó không có ở trong kinh điển, mà chúng ta phải khéo nghe kinh điển Đức Phật nói về cái gì, nói về cái hiện, cái thực tại đó là gì, qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, ngay khi chúng ta tiếp xúc, để chúng ta nhận ra được từng cái pháp một khi nó sanh khởi, thì đó mới là cái, đó mới là cái con đường, đó mới là cái nhân, cái duyên để chấm dứt cái luân hồi khổ đau này. Và hàng ngày tất cả chúng sanh, loài người của chúng ta nó chỉ chìm đắm trong có 7 cái sắc thô thôi là đã đủ chết rồi. Đó là màu, mùi, vị, âm thanh, với lại cứng, mềm, nóng, lạnh. Đó, 7 cái sắc đó thôi, 7 cái sắc thô thôi đó. Với lại 5 cái căn, 5 cái sắc căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Như vậy là 12 cái sắc thô này là chúng ta đã thấy rằng là cả ngày ta cũng không nó, ngày này qua ngày kia chúng ta cũng khó mà hiểu được nó. Không, nếu mà hiểu được là tứ niệm xứ nó đã tốt, tốt đẹp lắm rồi đó. Về quý vị thêm chỉ có mấy cái sắc đó thôi mà thế giới này sao chiến tranh này, động đất này, cướp của, giết người này, đủ thứ hết. Mà nó rút cục tưởng cái gì đâu, nó chỉ là mấy cái sắc đó thôi. Lậu hoặc nó chỉ sanh là cái mấy cái đó thôi, là nhiều, phần nhiều hơn. Rồi tiếp theo cái nữa là cái từ nữa là cái từ Uttana, là chúng ta biết nè, danh từ trung tánh là việc đã đứng dậy, việc siêng năng. Tiếp đầu ngữ út là lên, tha là đứng, cái từ mula có quế ha, từ gara nó cũng chỉ cho một cái danh từ trung tánh là chủ cách số nhiều, là các cái ngôi nhà, các cái ngôi nhà. Rồi mahang má hăng, quanh lá, quanh lá sát, cô sắc chăng, là biến nhát, là vết nhơ của sắc đẹp, của sắc đẹp. Quanh lá sát, quanh lá chúng ta biết là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo sở thuộc cách là của cái sắc đẹp. Như vậy cái sắc đẹp này thuộc về tứ đại hay là thuộc về cái thân, sắc đẹp và ngoài thân. Cô sách chăng là cô sách chá, là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách là việc biến nhát. Tức là cái người nào mà biến nhát, lười biếng, cho thân của mình không có sạch sẽ, mà biến nhát về tu tập thì làm cho tâm của mình đầy những cái cấu quế. Tiếp theo nữa là cái từ Pamado Rakhato Manam, là sự sao lãng, sự phóng dật, sự quên hiện tại, là cái vết nhơ của cái người đang canh gác. Cái từ Pamado là Pamada, là một cái danh từ nam tánh chủ cách, là chỉ cho cái sự sao lãng, cái sự buông lung, cái sự phóng dật. Và cái từ Rakhato, căn của nó là căn rắc, là nó chia theo hiện tại phân từ thuộc nam tánh, và cái câu kệ này chia ở cái phần thuộc sở cách là của người đang canh gác. Như vậy cái anh lính gác á,
mà nhất là cái anh lính gác đêm á, mà nhất là gác và chiến lúc đang có chiến tranh quân địch mà gần biên giới á, thì cái anh gác đêm này rất là quan trọng. Anh đó mà ban ngày anh ấy không có ngủ hay là anh ấy mãi lo cái việc gì, khi mà chiều đến anh đi gác á, anh trên cái vòng gác á, mà anh không có quan sát, anh không có tỉnh giác, thì những cái tên lính mà ở phe đối lập này, những cái người đặc công đặc nhiệm, chúng sẽ len lỏi vào và chúng sẽ bắn chết cái anh ta liền. Và thế là cái đoàn quân đó nó sẽ tiến vào cái sở chỉ huy và nó sẽ diệt hết tất cả cái sở chỉ huy đó và những cái hạm đội đó, hay là cái trung đội đó, hay là cái đoàn đội đó. Thì ở đây chỉ cho các căn của chúng ta cũng vậy, các căn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đau khổ, không phải ai làm cho chúng ta đau khổ, chính là những cái trạng thái vô minh phóng dật nơi tự thân của chúng ta trong đời sống hàng ngày, mà chúng do không được thấy, không được biết, mà nó đã ngấm ngầm sai sử và nó mê đắm trong những cái thói hư tật xấu với những cái mê say của dục lạc ấy. Và nó cho ra những cái quả khổ, thì chúng ta biết là tham dục, lúc mà hành nghiệp, hành xử của nó thì luôn luôn là có lạc của các dục. Đó là cái vị ngọt của chúng mà người ta không biết được. Nhưng mà đặc biệt cái quả của chúng thì không bao giờ có lạc. Cái quả của chúng chỉ có khổ và đọa xứ thôi. Nhưng mà khổ cái này, cái hành của chúng thì lại rất là lạc. Có lạc, có dục. Có rất nhiều những cái thi vị ở trong đó. Nhưng mà cái quả của chúng cho ra thì hoàn toàn đối ngược lại. Nhưng mà cái thiện thì nó rất là nhẹ nhàng, thanh tao. Cái quả của chúng, quả của thiện cho ra thì rất là mát lành, rất là an tịnh. Nhưng mà nó này ít có sự hấp dẫn nhiều với chúng sanh. Nó có ít có sự hấp dẫn nhiều với chúng sanh. Đó là cái sự mà nên là chúng sanh sanh ra đời họ chỉ thích hưởng dục lạc. Và ai ai cũng tán thán với nhau là có được cái này, có được cái kia, có được người yêu đẹp, vợ đẹp, nhà cửa, con ngoan, học giỏi này kia, tiền nhiều, bạc bể, là họ thích thôi. Nhưng mà họ đâu có biết được đó chính là những cái xét. Và nó đã ăn ngấm ngầm từ nhiều đời, nhiều kiếp đời. Và chúng ta để ý xem cả cái cuộc đời của mình từ sáng đến chiều, tâm của chúng ta bất thiện, nó mạnh gấp hàng ngàn lần lúc mà chúng ta có những cái khoảnh khắc của thiện. Rất là ít, rất là hiếm hoi. Mà nói chi đến cái thiện mà nói tứ niệm xứ, phải không? Nói chi đến nói chánh niệm, mà chúng ta nói chúng ta có chánh niệm thực tập, chánh niệm có chánh niệm thường xuyên, thì chúng ta biết là ôi chủ ơi, nói đến đó thì thôi, quý vị biết là cả một cái quãng trình, quãng đường mà nó vô tận. Nếu mà chúng ta không thực sự biết được cái bất thiện từ nơi tâm của mình từ sáng đến chiều nó nhiều đến mức độ như thế nào, thì chúng ta cũng không hiểu được thế nào là khổ. Và chúng ta biết là sân hận thì có thể chúng ta có ít. Sân hận lớn thì chúng ta có ít. Nhưng mà cái sân hận nhỏ nhỏ bực bội ở trong người từ sáng đến chiều thì vô cùng nhiều. Nghĩ xấu về người này, người kia thì vô cùng nhiều. Và nhất là những cái tham dục, tham dục lộ liễu thì nó có khả năng là nó có ít, nhưng mà tham dục thầm kín trong mọi cái đối tượng, mọi cái hình ảnh, rồi chúng ta nhớ, rồi chúng ta tưởng tượng, nó thật là kinh khủng.
Mặc dù vẻ bề ngoài của chúng ta là những vị sư tốt đẹp, là những người Phật tử trang nghiêm, nhưng mà thực sự bên trong của nó là xét nó bám đầy, nó xét nó bám đầy. Và câu kệ này ôi chắc là sư xin nói Đức Phật dạy cái câu kệ này tiếp theo là cái từ tát hả, là nó hay là cái đó, và uttara nè, sau khi phát sanh, sau khi đứng lên. Cái từ sư xin lỗi này, cái quên đấy, đọc qua cái bên này. Cái từ tiếp theo là cái từ atithona charinam, là người có sự thọ quá mức, tức là thọ dụng quá mức những cái cảnh trần, tham ăn quá mức này, ngắm nhìn những cái đối tượng xinh đẹp thích thú quá mức này, nghe những cái tiếng âm thanh này kia quá mức, vân vân. Quá hay là rất, thô ná chari, thô ná tức là cộng với từ chari, nhóm từ lợi trong các cái vật dụng. Như vậy tham nó không đến từ đâu cả, nó đến chỉ là những cái đồng bạc rách, nó đến chỉ là những cái màu vàng của đất, như là cái chỉ vàng hay là kim cương, nó đến chỉ là những cái bức tranh, những cái hình vẽ, nó đến chỉ là những cái âm thanh, rất đổi là vô thường thôi, chứ không phải là nó là một cái gì đó mà nó xa vời với chúng ta. Nhưng mà những cái thứ này hầu như là hàng ngày nó giết chúng ta. Chúng ta luôn luôn mê đắm mà những cái thứ đó, mà những cái thứ đó chúng ta tưởng nó mê cái gì đâu, nó chỉ mê ngay cái những cái thứ rất đổi là tẻ nhạt, là vô tri vô giác ở trong cuộc sống thôi, chứ không phải là chúng ta mơ mê được một cái gì đó. Mà hầu như là ai ai chúng ta cũng sanh ra cũng có đầy đủ các cái sắc đó rồi, cứ quanh quẩn và mê mẩn ở trong những cái bồn cầu, trong những cái tấm gương, trong những cái hình ảnh, trong những cái bông hoa, trong những cái giường, cái chiếu, trong những cái nhà, trong những cái nơi, trong những cái nơi mà chúng ta đi đến chỗ này chỗ kia, chỉ là những cái bóng ảnh của nó thôi. Và hầu ta không có nhận ra được nó, và vẫn không thấy được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Thì chúng ta thấy chính chỗ đó mà vô minh nó ăn mòn. Như vậy thì Đức Phật đã nói là sao? Mắt là biển sâu, phải không ạ? Là ngôi nhà hoang, nhà trống là như vậy đó. Và những cái hình ảnh, màu sắc, âm thanh là những kẻ trộm. Những kẻ trộm. Và tâm ý của chúng ta là những tên cướp. Không có thích thú những cái điều đó. Mê đắm trong những cái điều đó. Và rồi sao vậy? Chính chúng lại quay lại giết chết chúng ta. Giết chết bằng cách nào? Tức là tâm của chúng ta chỉ ở trong cái lãnh vực đó thôi. Và rồi nó chết dần, chết mòn theo những cái ác nghiệp đó. Và không thoát ra được. Tiếp theo nữa, cái từ thô nachari, thô ná là người có sự lợi dưỡng vật dụng. Tiếp theo nữa là cái từ sa ní, là của bản thân, của bản thân. Cái từ kamma ní thì chúng ta biết rồi, là các cái việc làm, các cái hành động, các cái hành động cấu uế qua thân, qua khẩu. Khi mà chúng ta thấy có cái cơ hội, khi có được cái hình sắc đẹp mà chúng ta có được cái cơ hội, thì chúng ta sẽ
tâm này nó sẽ xúi dục và chúng ta đạt nó được bằng cái cách này hay bằng cách khác với những cái bất thiện. Như xét từ sắc sanh, sắc sanh này này ăn sắc cũng vậy, quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác, tự nghiệp dẫn cõi ác. Như vậy cuộc sống sanh tử thì chẳng có ai sanh tử cả, mà chỉ có cái thấy sanh tử, nghe sanh tử, ngửi sanh tử, đến sanh tử, sắc sanh tử, thọ sanh tử, tưởng sanh tử, hành sanh tử, thức sanh tử. Năm uẩn này cứ sanh tử, sanh tử, sanh tử, sanh ra rồi diệt mất, sanh ra rồi diệt mất. Và nó cứ được tiếp nối từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và tâm của chúng ta thì đã bị những cái lậu hoặc này ăn mòn mỏi trong nhiều đời, nhiều kiếp. Vậy Đức Phật đã cảnh báo cho chúng ta biết, như xét từ sắc sanh, sắc sanh lại ăn sắc cũng vậy, quá lợi dưỡng, tự nghiệp lẫn cõi ác. Về Đức Phật dạy cái bài kinh đầu tiên là bài kinh gì? Là bài kinh nói về Tứ Thánh Đế, nói về con đường trung đạo. Lợi dưỡng thì cũng tạo ra ác nghiệp, mà khổ hạnh thì cũng tạo ra ác nghiệp. Chỉ có con đường trung đạo thì mới chấm dứt được khổ đau. Quý vị chờ chút xíu. Mạng nó lên chậm quá.
Dạ, alo, alo. Phạm nhân không còn nghe lời giảng của Đại Đức Tuệ Nhẫn nữa. Dạ. Dạ, chắc ở Việt Nam trời mưa lớn quá, chắc Đại Đức Tuệ Nhẫn đã rút bức rồi. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn trở lại rung vì không còn nghe tiếng của Đại Đức Tuệ Nhẫn nữa. Dạ, con dân mít đến sư. Dạ, chắc Đại Đức Tuệ Nhẫn đã rất nét rồi. Dạ, thôi con xin hồi hướng. Dạ, dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học mình theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana pavana sada sathe bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammana pavana sada sathe bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana pavana sada sathe bhavantu te. Tất cả anh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi bình thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đi quá ta san ti vi ha ra hoa si ni thu tê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ba quan tu bồ chi ta so thiền ra đoạn tề tha vi hà tha măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa can ya ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sapa na buta sukita pawan tu te ya la buta ye pi chan da sam pa wa sam se da cha ta tha mu pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te